cập nhật tổn thất chiến tranh khi ít nói Ukraine mất hơn 10.000 quân, Nga mất gấp 3 lần. Chiến thuật mới giúp Nga tăng đà tiến ở miền đông Ukraine. ASEAN, Trung Quốc nhất trí sớm mở cửa, nối lại trao đổi kinh tế. Điểm tin trong nước, Thủy điện Sơn La và Thủy điện Hòa Bình xả lũ. Khai thác tiền sử đi lại của người bị sốt có giống với truy vết Covid-19 hay không? Dự án năng lượng sạch làm bẩn đất sản xuất của người dân. Nguyễn Tươi xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị theo dõi mục điểm tin tối ngày 11 tháng 6 của DKN TV. Cập nhật tổn thất chiến tranh, Kyiv nói Ukraine đã mất hơn 10.000 quân, Nga mất gấp 3 lần. Kính thưa quý vị, Hãng Sputnik ngày 11 tháng 6 dẫn lời cố vấn Oleksiy Arestovic của Tổng thống Ukraine cho biết khoảng hơn 10.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng trong chiến dịch quân sự của Nga. Vâng, vào khoảng đó, ông Arestovic trả lời kênh YouTube Fagin Live khi được hỏi về thông tin quân đội Ukraine đã tổn thất 10.000 binh sĩ. Trước đó, vào ngày 9 tháng 6, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Resnikov cũng cho biết quân đội nước này đang chịu tổn thất đến 100 binh sĩ hàng ngày. Về tổn thất của phía Nga, trang Kyiv Independence dẫn nguồn tin từ số liệu của Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết, kể từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 10 tháng 6, Nga đã mất khoảng 31.900 binh sĩ. Tuy nhiên, hiện phía Nga vẫn chưa bình luận về những con số do Ukraine đưa ra. Chiến sự có thể tiếp diễn thêm một năm. Cơ quan tình báo quân đội Ukraine thì cho rằng Nga có nguồn lực tài chính để tiếp tục duy trì chiến dịch tại Ukraine ở tần suất hiện tại thêm một năm nữa. Theo giới tình báo quân đội Ukraine, giới lãnh đạo của Điện Kremlin có lẽ sẽ cố gắng dừng chiến sự một lúc nhằm thuyết phục phương Tây dỡ bỏ các lệnh cấm vận, nhưng sau đó thì lại tiếp tục. Nguồn lực kinh tế của Nga sẽ cho phép nước này tiếp tục chiến sự với tần suất hiện tại thêm một năm. Mục tiêu của Nga là tất cả Ukraine và không chỉ Ukraine. Tiếp tục một diễn biến có liên quan. Chiến thuật mới giúp Nga tăng đà tiến ở miền đông Ukraine. Quân đội Nga và phe ly khai trong những tuần vừa qua đã đẩy mạnh các mũi tiến công cũng như củng cố các khu vực kiểm soát ở miền đông của Ukraine bằng chiến thuật tiến chậm mà chắc nhằm tạo gọng kìm siết chặt đối phương ở các chiến trường quy mô nhỏ, đồng thời cũng tận dụng tối đa ưu thế về hỏa lực để tạo đà tiến trên chiến trường. Daniel Michaels, bình luận viên kỳ cựu của WSJ, cho rằng, sau những thất bại trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự ở miền Bắc Ukraine, Nga đã thay đổi chiến lược, tập trung vào những mục tiêu ít tham vọng hơn ở miền đông của nước này. Để phục vụ chiến lược đó, quân đội Nga cũng đã đổi cách đánh, tập trung hỏa lực pháo binh để giải quyết từng mục tiêu thay vì giàn trải lực lượng trên phạm vi chiến trường rộng lớn. Chiến thuật mới này được thể hiện rõ nét trong trận đánh ở Severodonetsk, một trong những chốt chặn cuối cùng của Ukraine ngăn chặn lực lượng Nga kiểm soát hoàn toàn tỉnh Luhansk ở vùng Donbass. Mở đầu chiến dịch tấn công Severodonetsk, lực lượng Nga đã không còn sử dụng đội hình xe tăng thiết giáp hùng hậu để mở đường như trước, lực lượng tăng thiết giáp của Nga từng hứng chịu tổn thất nặng nề khi các cỗ xe tăng dàn hàng tiến lên mà không có pháo binh, bộ binh yểm trợ. Chúng dễ dàng bị hạ gục trước các loại khí tài chống tăng hiện đại mà phương Tây đã viện trợ cho Ukraine. Trong bối cảnh lực lượng Ukraine thua kém Nga về hỏa lực và pháo binh, chiến thuật này được cho là đang phát huy hiệu quả rõ nét. Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cũng cho hay, số pháo của Nga trên chiến trường nhiều gấp từ 10 đến 15 lần, khiến cho quân đội Ukraine phải hứng chịu thương vong nặng nề. Các chuyên gia phương Tây cho rằng, giao tranh tại Donbass là phép thử cho năng lực tác chiến của cả Nga lẫn Ukraine. Nếu như lực lượng Nga chiếm được Severodonetsk, điều này chứng minh chiến thuật mới của họ đang phát huy hiệu quả và tạo đà kiểm soát hoàn toàn vùng Donbass. Khi đó, lực lượng Nga có thể tiến xa hơn về phía tây, thậm chí là tiếp tục hướng tới thủ đô Kyiv. Chuyển sang một tin tức quốc tế đáng chú ý khác. ASEAN Trung Quốc nhất trí sớm mở cửa nối lại trao đổi kinh tế. Kính thưa quý vị, chiều tối ngày 10 tháng 6, cuộc họp thường niên tham vấn quan chức cao cấp SOM giữa ASEAN và Trung Quốc, viết tắt là ACSOC lần thứ 28 đã diễn ra dưới hình thức trực tuyến Tại hội nghị, hai bên nhất trí triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, dành ưu tiên đẩy mạnh nỗ lực phối hợp ứng phó và kiểm soát dịch bệnh COVID-19, bao gồm hỗ trợ nâng cao năng lực y tế dự phòng, cũng như triển khai gói hỗ trợ 150 triệu liều vaccine của Trung Quốc dành cho ASEAN đồng thời các nước nhất trí sớm mở cửa nối lại trao đổi kinh tế thương mại và đầu tư ổn định kết nối chuỗi cung ứng tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tiếp cận thị trường thông quan hàng hóa thúc đẩy liên kết kinh tế phối hợp triển khai hiệu quả hiệp định thương mại tự do asean trung quốc viết tắt là acfta và hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep hai bên cũng nhất trí tăng cường và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực đổi mới sáng tạo chuyển đổi số kinh tế số, nhằm đẩy nhanh quá trình phục hồi và tăng trưởng, chú trọng các nỗ lực hợp tác ứng phó với biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng, phát triển xanh và bền vững. Đồng thời, cũng phối hợp triển khai các chương trình, hoạt động hợp tác trong khuôn khổ năm hợp tác phát triển bền vững ASEAN Trung Quốc 2022. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, các nước phát biểu đề cao ý nghĩa của hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực, trong đó có Biển Đông, coi đây là điều kiện tiên quyết cho nỗ lực phục hồi và phát triển. Các nước ủng hộ các nỗ lực thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố ứng xử giữa các bên ở Biển Đông DOC. Xây dựng thành công bộ quy tắc ứng xử tại Biển Đông COC thực chất, hiệu quả, hiệu lực, phù hợp với luật pháp quốc tế và công ước liên hợp quốc về luật biển UNCLOS năm 1982 ủng hộ tiến hành các hoạt động kỷ niệm 20 năm ký kết tuyên bố DOC và 40 năm Công ước UNCLOS trong năm 2022. Các nước cũng khẳng định ủng hộ vai trò của ASEAN trong hỗ trợ Myanmar thúc đẩy đối thoại, hòa giải và tìm kiếm giải pháp ổn định tình hình. Tiếp nối chương trình là phần điểm tin trong nước. Thủy điện Sơn La và Thủy điện Hòa Bình xả lũ Kính thưa quý vị, vào sáng nay 11 tháng 6, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai vừa có công điện lệnh cho Giám đốc Công ty Thủy điện Sơn La và Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở cửa đáy. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, vào lúc 7 giờ sáng nay ngày 11 tháng 6, mực nước thượng lưu Hồ Sơn La ở cao trình 205,52 m lưu lượng về hồ đạt 3.072 m khối trên dây, lưu lượng xả đạt 2.758 m khối trên dây. Mực nước thượng lưu hồ Hòa Bình ở cao trình 108,87 m. Lưu lượng về hồ đạt 3.360 m khối trên dây. Lưu lượng xả đạt 2.300 m khối trên dây. Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày hôm nay 11 tháng 6 đến sáng ngày 12 tháng 6, ở vùng núi và Trung Du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 90 mm, có nơi trên 120 mm. Căn cứ vào quy định tại quy trình, Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai đã lệnh cho giám đốc công ty thủy điện Sơn La mở một cửa xả đáy vào lúc 13 giờ chiều nay, 11 tháng 6. Giám đốc công ty thủy điện Hòa Bình mở một cửa xả đáy vào 7 giờ sáng ngày 12 tháng 6 và mở tiếp cửa xả đáy thứ hai vào lúc 13 giờ cùng ngày. Đây là lần đầu tiên trong năm nay 2022, thủy điện Sơn La và thủy điện Hòa Bình phải mở cửa xả lũ. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Quốc gia, khu vực miền núi phía Bắc thời tiết diễn biến phức tạp. Lượng mưa từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay cao hơn so với mức trung bình nhiều năm từ 15 đến 30% có nguy cơ cao ảnh hưởng đến an toàn các hồ thủy điện thuộc liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. Việc vận hành hồ chứa cần phải đặc biệt quan tâm. Chuyển sang một diễn biến đáng chú ý. Khai thác tiền sử đi lại của người bị sốt, liệu có giống với truy vết COVID-19 hay không? Kính thưa quý vị, nhiều người dân đã cảm thấy tò mò, thậm chí là rất lo lắng khi ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đưa thông báo khai thác tiền sử đi lại của bệnh nhân có sốt để xác định có bệnh sốt Z hay không. Chia sẻ với báo Tuổi trẻ vào trưa nay ngày 11 tháng 6 về vấn đề nêu trên, lãnh đạo Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh và đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố cho biết Tất cả bệnh viện phải khai thác tiền sử đi lại của bệnh nhân có sốt để xem họ có đi qua vùng lưu hành sốt rét hay không là điều hết sức bình thường, không giống như truy vết COVID-19. Theo tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, khi khám bệnh có sốt, tất cả các bác sĩ đều phải hỏi bệnh nhân về bệnh sử và yếu tố dịch tế học. Bên cạnh đó, trong hồ sơ bệnh án, ngành y tế cũng có quy định bác sĩ phải ghi nhận thông tin yếu tố dịch tễ học nơi sống, vân vân của bệnh nhân. Trong trường hợp khai thác được bệnh nhân có đi đến vùng rừng núi hay mới đi châu Phi về và có sốt, thì phải nghĩ ngay đến bệnh sốt rét bằng cách xét nghiệm tìm ký sinh trùng sốt rét trong máu. Bác sĩ Vĩnh Châu chia sẻ thêm, tất cả đều là hoạt động thường quy như từ trước đến nay phải làm chứ không có gì phức tạp cả. Yêu cầu của sở chỉ là nhắc lại để các nhân viên y tế đã nhiều năm không gặp bệnh sốt rét thì có thể quên khai thác thông tin này. Cũng trao đổi về vấn đề này, bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC cũng cho rằng việc các bác sĩ ở các bệnh viện khai thác tiền sử đi lại của người bệnh đang sốt để xem họ có đi qua vùng lưu hành bệnh sốt rét hay không là điều hết sức bình thường. Bác sĩ Nga cũng nhấn mạnh đây là việc bác sĩ phải làm, phải biết bệnh nhân đến đâu, từ vùng dịch tễ nào, chứ không phải là truy vết như dịch bệnh COVID-19. Tiếp theo chương trình là một thông tin đáng chú ý về tình hình tại Việt Nam. Dự án năng lượng sạch làm bẩn đất sản xuất của người dân. Để kịp hưởng giá phít, giá ưu đãi trong năm 2021, tại nhiều địa phương miền núi của tỉnh Quảng Trị đã ồ ạt thi công nhiều dự án điện gió. Cho đến nay, dù các dự án điện gió đã đi vào hoạt động ổn định hơn nửa năm, nhưng cuộc sống của người dân trong vùng dự án liên tiếp bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi đất sản xuất, ruộng lúa, vườn cây của họ liên tục bị bồi lấp riêng tại huyện miền núi hướng hóa của tỉnh Quảng Trị, cho đến thời điểm hiện tại có 19 dự án điện gió với công suất phát điện thương mại đạt 671,1 MW đã hoàn thành đưa vào vận hành. Tuy nhiên, không ít dự án điện gió trở thành nỗi ám ảnh của người dân trong vùng dự án. Tại xã Húc, chủ yếu là khu vực đồi núi cao với phần đông là đồng bào thiểu số sinh sống Người dân sống bám vào nương rẫy để trồng sắn, trồng chuối, và mỗi nhà cũng làm ít dụng lúa ở dưới các chân đồi khe núi. Khi dự án điện gió đến, các diện tích đất được cho là sẽ bị ảnh hưởng thì đã được thu hồi và đền bù. Thế nhưng qua vài đợt mưa lũ, không ít ruộng lúa của người dân đã bị đất đá ở bãi thải của nhà máy điện gió tài tâm bồi lấp. Trường hợp ruộng lúa của gia đình anh Hồ Văn Thiểu, chú tại thôn Húc Thượng, xã Húc là một ví dụ điển hình. Vào tháng 7 năm 2021, chỉ sau vài ngày mưa lớn, gia đình của anh Thiểu đã mất luôn hai đám ruộng với tổng diện tích là khoảng 4.000m2 ở thôn Húc Thượng và Tà Ri Hai. Nguyên nhân được cho là do bãi thải ở trụ điện số 8 và số 14 thuộc nhà máy điện gió Tài Tâm vẫn chưa được gia cố, nên đất đá trôi về lấp dụng lúa. Sau đợt mưa tháng 7, đợt mưa khác lại xảy ra, và cho đến nay thì đá tảng, đất cằn đã lấp hết dụng lúa với độ sâu có nơi gần cả mét. Điều đáng nói ở đây, ruộng lúa bị thiệt hại từ giữa năm 2021, nhưng cho đến nay, anh Thiểu vẫn chưa được giải quyết đền bù. Đồng nghĩa với việc gia đình của anh không có tiền để phục hóa lại diện tích lúa bị ảnh hưởng. Đồng thời, gia đình 6 miệng ăn sẽ gặp khó khăn. Theo lãnh đạo xã Húp, cho đến thời điểm tháng 6 năm nay, tại địa phương còn trên 30 hộ dân có đất sản xuất bị ảnh hưởng bởi dự án điện gió, nhưng vẫn chưa được đền bù. Ông Hồ Văn Carai, chủ tịch xã Húp, nói rằng, dân kêu lên xã, xã kêu ra huyện, rồi công ty tới thống kê, thống nhất giá đền bù. Nhưng công ty ra giá thấp nên nhiều hộ không đồng ý, thành ra rất khó giải quyết. Nếu như kéo dài, người dân không có đất sản xuất sẽ càng khó cho địa phương. Giáp với xã Húc là thị trấn Khe Xanh. Ở đây cũng có vài chục hộ dân có đất sản xuất bị ảnh hưởng bởi nhà máy điện gió Amacau, Quảng Trị 1. Cho đến nay, vẫn còn 6 hộ bị hư hỏng hồ cá chưa được giải quyết đền bù. Còn giáp với thị trấn Khe Xanh và xã Húc là xã Tân Liên, nơi này cũng có hàng chục hộ dân ở thôn Trang, xã Tân Liên có đất sản xuất bị ảnh hưởng. Hiện 11 hộ vẫn chưa được đền bù. Từ xã Húc đến thị trấn Khe Xanh đến xã Tân Liên đều có đất sản xuất của người dân bị ảnh hưởng kể từ khi các dự án điện gió đi vào vận hành. Trước khi triển khai thi công, các dự án điện gió đều đã có đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. Trong đó, điểm quan trọng nhất chính là không ảnh hưởng đến môi trường, không ảnh hưởng đến đất sản xuất của người dân, nhưng thực tế thì ngược lại. Kính thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc mục điểm tin tối ngày 11 tháng 6 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.